Anh ơi, anh có thể coi giùm em phần mềm này được không? Nó cứ bị lỗi hoài à. Rồi anh coi cho. Có chuyện gì hả anh? Không có gì. Ok, được rồi em. Dạ, em cảm ơn anh nhiều nha. Cảm ơn anh. Chị Phương. Chị Phương. Uống nước đi chị. Cảm ơn em. Em có chuyện muốn nói với chị. Thật ra em... Em định nói chuyện hôm trước đúng không? Cũng không có gì đâu. Công việc thôi mà. Em... Ngồi nãy giờ mỏi lưng quá. Thôi, chị lên làm việc tiếp. Ông già, nhiều chuyện phải không? Ủa da, trời ơi, con nít biết cái gì? Anh không được gọi em là con nít nữa nha. Nó nhỏ thôi. Đi rình người ta mà nói như cái loa phóng thanh vậy trời. Anh rình chứ em đâu có rình. Em bị mát. Thôi, cho anh xin nha. Ngày mai anh dẫn con nít đi ăn kem, chịu chưa? Đã nói là không được gọi em là con nít nữa mà. Thì em là con nít thì gọi là con nít chứ gọi bằng gì bây giờ? Độn già. Đụng già ế, hèn gì ế là phải.
Nam ơi là Nam, mày đang nghĩ cái gì vậy Nam? Tình hình ổn không ông anh? Cũng không có gì. Hình như giọng của ông anh nghe cũng không được thoải mái cho lắm. Vụ thằng Hùng Lé căng quá hả? Ông anh của ông ấy chơi cái đợt quá hiểm. Kiểu này ấy, chuyện làm ăn của anh em mình chắc không thành rồi. Cứ làm theo kế hoạch tao đã bàn cho mày. Tao sẽ lo chuyện làm giả đó. Nhờ cái chuyện này mà tôi nghĩ ra một cái trò cũng hơi hay hay để tiếp đãi lão già. Làm như vậy có ổn không? Con thấy Hải Trắng nguy hiểm lắm. Nghe lời nói là chết chắc. Mày gọi thằng Thảo Mai cho tao coi. Dạ. Chú Tư, có chuyện gì? Ngày mai tao giao khu cầu cá cho mày quản lý. Ủa, làm gì lâu vậy? Gọi bắt máy. Lên xe đi mày. Đi đâu? Đi rồi biết. Ăn cháo hả anh? Cho một tô cháo chị. Hết cháo rồi, còn có một tô hả? Vậy thôi, không ăn được đâu. Vậy đợi tôi một chút. Ông còn dám chối nữa hả? Đừng có nhiều lời. Có bằng chứng thì bắt mẹ nó đi. Tôi coi ông là bạn, tôi mới ra gặp ông. Rút chân ra đi, trước khi quá muộn. Tôi cũng coi ông là anh em, cho nên tôi mới để ông làm chuyện này. Chứ gặp thằng khác đó hả? Ông lấy tư cách gì mà cản tôi? Nếu ông không chịu dừng lại thì chính tôi sẽ bắt ông đó.
Ai cho phép cậu gặp Thảo Ma? Em... Cậu có biết chúng ta đang đánh án hay không? Thảo Ma bây giờ là đối tượng, chứ không phải là bạn của cậu. Dạ, nhưng mà em... Tôi nhắc lại một lần nữa, các đồng chí nên nhớ, trong nghiệp vụ của chúng ta thì không ai được phép làm việc theo cảm tính. Nếu như ai có phát hiện và muốn làm bất cứ điều gì thì phải xin phép và báo cáo cấp trên. Còn cậu, nếu như cậu còn gặp Thảo Ma một lần nữa thì tôi sẽ loại cậu ra khỏi tổ 12 nha. Anh ạ. Anh nghĩ anh Thành nói đúng. Em đừng buồn nữa. Vô. Chào anh Phong, khỏe không? Cảm ơn. Tao chưa chết. Nghe nói anh Phong ở đây, mà ăn phép qua chợ anh Phong một cái. Mẹ nó, thằng chó, má nó, nó không phải là con ông già, tao đập nó chết mẹ nó rồi. Mày nhắm mày đánh lại nó không? Mày ngu quá. Tao dùng trí, muốn gì dùng sức. Mày chờ coi, tao sẽ làm gì thằng đó. Mày nè, chuyện hôm bữa tao nói với mày á, mày nghĩ sao? Chuyện gì? Chuyện đến Ba Long đó hả? Mày khùng hả? Nói nhỏ thôi, muốn chết hả mày? Sợ mẹ gì chứ, ở đây có ai đâu. Mày ngu quá, mày chưa biết thằng già đó là người như thế nào đâu. Đúng á, là tao không biết chả là người như thế nào, nhưng mà tao thấy chả cũng bình thường. Còn nếu mày muốn tao giúp mày á, thì mày phải nói cho tao biết thằng chả là người thế nào. Và điều đặc biệt là tao vô cùng thắc mắc một chuyện, thằng chả là cái mã mẹ gì mà ba mày chịu sống dưới trướng ông mấy chục năm qua vậy? Alo, nghe. Này mày sao vậy? Thôi, anh em với nhau mà, bỏ qua đi. Anh nói dễ nghe quá hả? Anh em cái con mẹ gì chứ? Nó có coi tôi là anh em không? Hả? Nếu không có tôi á, nó đã chết bất xác từ lâu rồi. Đó, thấy chưa? Mày cứ như vậy hoài, làm sao nó không tức mày được? Tức cái gì? Hả? Lúc nào mày cũng nghĩ mày ban ơn cho nó, và nó phải làm con chó đi bên cạnh mày. Anh em kiểu gì kỳ vậy? Tao không quan tâm chuyện mấy ông, nhưng tao muốn tìm cách kéo thằng Thảo về. Nó không phải là thằng gì tiền bán rẻ anh em. Tao nghĩ có vấn đề trong chuyện này. Dạo này mày cũng dữ dội quá ha. Có gì đâu anh, kiếm ăn thôi mà. Dừng lại đi, về làm với tao. Mọi chuyện không còn đơn giản nữa đâu. Ông ta chỉ muốn lợi dụng mày thôi. Mày muốn kiếm ăn chứ gì? Về với tao, cái gì cũng có. Mày muốn cái gì tao cũng lo cho mày được hết. Bạn bè với nhau, tao chỉ muốn tốt cho mày thôi. Em hiểu mà. Chẳng qua là vì em không còn cách nào khác.
Nhớ người ta hả? Sao em... Tính rủ anh đi ăn, mà đã đến nơi thấy anh chạy đi, nên em đi theo anh. Nhớ thì gọi đi, làm gì phải cố gắng. Được gì đâu. Sao lại không? Biết đâu bây giờ chị Linh cũng đang chờ anh gọi điện thoại cho chị. Thôi đi về. Không muốn cười thì cũng đâu có cần gượng cười. Giả tạo lắm. Người ta đã bỏ mình đi một lần rồi, bây giờ mà có quay lại, người ta cũng có thể bỏ mình đi một lần nữa. Em nhớ ngủ sớm nha. Anh Thảo, mình đi ăn đi. Anh sao vậy? Anh không muốn đi ăn. Bây giờ chỉ muốn đi đánh lộn thôi. Tao đưa mày lên được thì tao cũng đạp mày xuống được. Nhớ tình anh Phi, tao cho mày một con đường sống. Một là mày biến khỏi chỗ này, còn hai là mày cứ tiếp tục. Hả? Giết được thì giết, nói nhiều là con mẹ vậy. Giết nó cho tao. Tụi bay có nghe tao nói gì không?
Ai cho phép mày làm chuyện đó? Nhưng mà chẳng lẽ bây giờ để cho thằng cha Tư Lân với thằng Thảo muốn làm gì thì làm sao? Bà có biết họ đang làm cái gì không? Mày im ngay! Từ bây giờ trở đi là tao cấm mày. Mày không được dây vào bất cứ một chuyện gì cả. Mày lo mày làm công việc của mày đi. Nhưng mà cô... Sau khi xong chuyện, tao sẽ cho mày tùy ý xử lý nó. Em nói anh rồi sao anh không nghe? Đừng có nhăn. Ba cái vụ lẻ tẻ này nhầm nhò gì đâu. Có sao không? Em xin lỗi. Lần này anh thoát á. Nhưng mà anh có chắc lần sau á anh sẽ còn mạng trở về không? Anh không sao đâu. Đừng có lo nha. Anh có biết là em sợ lắm không? Anh nghe lời em đi. Đừng có dính vô mấy chuyện của mấy ổng nữa. Con thấy làm theo cách của Hải Trắng á cũng chỉ thuận lợi cho công việc thôi. Thằng cha già đó có bao giờ ra mặt đâu. Muốn đánh thằng cha cũng khó nữa. Việc đầu tiên ấy là làm sao cô lập được lão ta. Nếu vậy thì bằng mọi cách phải kéo chú Năm và cô Sáu về phía mình. Lúc đó không có ba và hai người đó, chắc chắn ông già sẽ bị tạt phế. Còn thằng Phong với thằng Thái không làm được gì đâu. Điều đó tao đã nghĩ từ lâu rồi. Nhưng mà thằng Năm lúc nào cũng bắt theo đuôi hết. Còn con Sáu thì... Dạ. Em nghe nè ba. Uống đi chú Tư. Tôi mới tìm được loại trà ngon lắm đó. Dạ. Pha bằng nước suối thiên nhiên. Uống trà là phải nhấp từng ngụm mới thấy ngon. Anh ba thông cảm. Tôi là dân chợ búa, ăn uống bổ bã quen rồi. Nhấp nháp kiểu này không có hợp. À, hôm nay anh gọi tôi đến có chuyện gì không vậy? Dạo này tôi nghe nói mấy đứa nhỏ bên chú làm việc cũng khá lắm. À, cũng bình thường thôi anh. Tôi á, đúng là già thiệt rồi, chẳng có làm ăn gì được nữa. Anh ba giỡn hoài. Anh mà già cái gì? Nhưng mà sao tự nhiên nói vậy? Có lẽ đã đến lúc tôi phải nghỉ ngơi rồi. Công việc của anh em chắc phải nhờ vào chú. Anh ba uống trà đi. Dạo này anh ba vui tính quá. Anh đừng có nói giỡn nữa mà. Anh vẫn còn khỏe mạnh bình thường, tại sao lại nghỉ? Nhưng mà nói gì thì nói, cũng nhờ có anh cho nên anh em mình mới ăn nên làm ra. Làm sao anh nói bỏ là bỏ được? Dù cho tôi có đồng ý á, mấy đứa nhỏ nó cũng không chịu đâu. Người xưa có câu là trường giang sống sau xô sống trước. Con người dại nhất là không biết điểm dừng. Vấn đề chính hôm nay tôi muốn gặp chú không phải vì việc này, mà là tôi muốn chú thay tôi đứng ra lo cho anh em.
Tôi chỉ đương cái ăn to nói lớn thôi, chứ biết tính toán gì đâu. Làm sao mà thay cho anh ba được? Tôi thì thấy hoàn toàn ngược lại. Chú tính toán giỏi hơn tôi nhiều. Ba, ba thấy ổng có âm mưu gì không? Theo con cảm nhận á, ông già này không có đơn giản đâu. Cho dù ông có nghĩ á, thì xung quanh của ổng á vẫn còn thằng Phong với thằng Thái, chú Năm và cô Sáu. Từ trước tới giờ thằng chả có coi ba ra cái gì đâu. Nghĩ kỹ rồi mới thấy, con cảm nhận như là cái hành động của ông già này á, hình như đây là cái hành động ngu xuẩn nhất của lão từ trước tới giờ. Ba nè, bây giờ ba hãy lôi tất cả công việc làm ăn về tay của mình, để cho thằng già. Ông tưởng tôi ngu lắm à? Nhưng mà ba với anh nó muốn làm gì thì làm, đừng có quên nó lời đã hứa với tôi đó. Bộ mày không làm gì cho thằng Thảo Ma thì mày chết hả? Mày mà không bỏ cái tính đó, có ngày mày sẽ gặp chuyện cho coi. Sao rồi? Ông Năm và bà Sáu mới tới, sáng giờ ông không đi đâu hết. Mày cứ tiếp tục theo dõi cho tao, theo sát ba lòng. Thằng Thái, thằng Phong có động tĩnh gì á thì gọi điện thoại báo cho chú Tư hoặc thằng Bảo biết. Mày đi đi. Dạ em biết rồi. Dạ chào anh. Em xin lỗi chuyện tối hôm đó. Có gì đâu mà xin lỗi. Tại tối hôm đó em tức quá, em thấy chị Linh như vậy, đối xử với anh như vậy là không được, cho nên em mới nắm tay anh. Mà lúc về nhà em thấy em làm như vậy là không có đúng, em sợ em làm tổn thương anh. Anh với cô có còn là gì của nhau nữa đâu mà. Em đi. Đừng có tự hạ thấp bản thân mình như vậy. Em muốn người khác tôn trọng mình thì trước hết mình phải tôn trọng bản thân mình cái đã. Em biết rồi. Anh ăn đi, em ghé siêu thị mua cho anh đó. Cảm ơn. Mà anh biết không, em tính á, xin cô Sáu cho em nghỉ mấy tuần, để em về sửa nhà cho ba má em ở dưới quê. Nhà dưới quê dột quá trời luôn rồi. Mà hôm trước em nhớ là anh có rủ em về thăm ba của anh, sẵn về làm lại mộ cho mẹ anh luôn đúng không? Hay là sẵn dịp này anh với em về thăm ba má em, rồi về thăm ba của anh luôn, được không? Dạo này anh bận, để lúc khác. Anh hả? Áo của anh dơ quá à, để em giặt cho. Cảm ơn. Em cũng không biết là bây giờ em phải làm sao nữa.
Em nói ảnh rồi, nhưng mà anh không có nghe em. Phải tìm mọi cách lôi thằng Thảo ra thôi. Sắp có chuyện lớn rồi. Tại sao có chuyện quan trọng như vậy không nói trực tiếp với em? Có gì thì anh cứ nói thẳng ra đi. Ra đây. Kéo nó ra được đâu. Ừ, nhưng để nó bên cạnh ông Tư sẽ rất nguy hiểm cho mình. Rồi, rồi, chút xíu nữa gặp. Ừ. Em làm tất cả những điều đó cũng chỉ vì anh thôi. Nếu em lo cho anh thì tốt nhất em đừng để anh phải lo cho em. Cuộc đời của em đâu còn gì để mất đâu. Nhưng mà còn anh, anh còn rất là nhiều thứ. Em phải giúp anh. Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, tại sao lúc nào em cũng coi mình không ra gì hết vậy? Đối với anh, bất kỳ ai, làm nghề gì, rồi xuất phát điểm từ đâu, không quan trọng. Chỉ cần họ làm hết sức mình, họ cố gắng vì mình, vì gia đình của mình, tất cả đều xứng đáng để được tôn trọng. Em còn cha mẹ, còn em trai của em, rất nhiều người cần em. Anh cũng vậy mà. Còn rất nhiều người lo cho anh, luôn quan tâm tới anh, luôn luôn nghĩ cho anh. Anh có biết không hả? Dừng lại đi anh, em sợ lắm. Anh biết là mình đang ở đâu và làm gì em. Anh không muốn em quan tâm tới chuyện này nữa. Ngọc này, anh không sao đâu. Nhưng em phải hứa với anh là em sẽ không bao giờ đụng vào chuyện của anh nữa, được không? Hiện tại thông tin Ba Long đang thối vị chỉ có những tên cầm đầu băng nhóm biết và không gây ra bất cứ xáo trộn nào trong địa bàn. Nhưng đó chính là bằng chứng rõ ràng chứng minh được vai trò của Ba Long đối với hoạt động của băng nhóm. Việc này ngoài nghi vấn là cái bẫy dành cho Tư Lân và Hải Trắng, cháu nghĩ rất có thể ông ta đang muốn rút ra để xóa bỏ những dấu vết liên quan đến đường dây tội phạm mà Ba Long đã dựng lên. Vai trò của mạng lưới đã ổn định chưa? Dạ, tất cả đều diễn ra theo đúng sự chỉ đạo của thủ trưởng. Đã đến lúc ta buông toàn bộ địa bàn, tạo điều kiện cho Tư Lân và Hải Thần hoạt động. Khi tụi anh phát hiện ra thì cô ấy đã bị ung thư giai đoạn cuối rồi. Nhưng mà tụi anh nghĩ còn nước thì còn tàn. Anh đã cố gắng chữa trị cho cô ấy bằng tất cả mọi cách.
từ Nam ra Bắc. Từ Đông Y tới Tây Y. Nhưng mà cuối cùng thì không đạt kết quả gì hết. Anh mới quyết định đưa cô ấy ra nước ngoài chữa trị. Nhưng mà anh nói là lúc đó hoàn cảnh của hai người khó khăn lắm mà. Tiền đâu anh đưa cô ấy đi chữa trị? Lúc đó anh may mắn gặp được một người. Người đó đã tài trợ toàn bộ chi phí chữa bệnh cho cô ấy. Xã hội mình cũng còn nhiều người tốt quá, đúng không anh? Nhưng mà cuối cùng thì cô ấy cũng không qua khỏi. Thật ra thì tụi anh cũng không hối hận gì hết. Bởi vì tụi anh đã cố gắng bằng tất cả mọi cách rồi, trong khả năng của mình. Nhưng anh chỉ day dứt một điều là không biết cho đến bao giờ anh mới có thể trả được món ân tình đó. Sao em tới mà không báo cho anh biết trước? Vậy mới bất ngờ chứ. Em vào đi. Thôi, anh có tiếp đi, để em làm cho. Đây, có rồi đây. Món anh thích nè. Cảm ơn em nha. Vừa có đá banh, vừa có đồ nhậu luôn ha. Hấp dẫn quá. Anh cảm ơn em nha. Dạ, đâu có gì đâu phải cảm ơn anh. Với lại em biết anh thích ăn món này mà. Anh. Hả? Vừa có đá banh, vừa nhậu ha. Ủa, nhưng mà chết rồi. Gì vậy? Em quên mua bia rồi. À, không sao đâu, uống nước lọc cũng được mà. Thôi, đã nói hôm nay nhậu mà. Với lại á, hôm nay em muốn uống bia. Anh, bây giờ anh ngồi đây nha, để em xuống dưới mua bia ha. À, thôi được rồi, em cứ ngồi đây chơi đi, để anh xuống dưới anh mua cho nha. Dạ, vậy thôi cũng được. Đối tượng đã ra ngoài. Đối tượng đã ra ngoài. Đó.
Chị tiếp tục theo dõi. Dạ. Em làm gì trong phòng của anh vậy? Em tính là mua tặng anh mấy cái áo. Em muốn làm cho anh bất ngờ đó mà. Có thật là như vậy không? Em nói thật mà. Không lẽ anh không tin em hả? Anh cảm ơn em nhiều lắm. Anh ra ngoài trước nha. Dạ. Để đem cho áo lại nha. Em ơi, sao lâu dạ, vậy? Dạ, em ra liền. Này này anh, rút đi sao? Chắc không sao đâu anh. Rút đi. Theo như những gì mà chúng ta quan sát thì chúng ta có thể dự đoán rằng căn phòng của Tài Cận có thể sẽ thông với một căn phòng khác. Em cũng nghĩ như vậy. Theo những gì em nghe thấy á, hình như là bên đó có một lối đi riêng. Mọi người ơi, có thông tin rồi mọi người ơi. Sao rồi? Dạ, em lấy được bản sơ đồ thiết kế của chung cư nè. Anh nhìn đi, nhìn sơ qua bản thiết kế thì không có căn phòng nào nối với căn phòng ngủ của Tài Cận.
Nhưng mà em vừa mới phát hiện ra được một thông tin rất là quan trọng. Căn hộ kế bên căn hộ của Tài Cận là do Bảo, con trai ông Tư Lân đứng tên. Có thể đây là manh mối cho việc điều tra của chúng ta. Trước mắt cậu hãy điều tra xem căn nhà này Bảo mua từ khi nào. Dạ. Thôi, cũng trễ rồi, anh em nghỉ ngơi sớm đi. Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục làm gì. Lần này cũng may là không có gì xảy ra. Nhưng tôi nghiêm túc nhắc nhở đồng chí Lan. Đồng chí thừa biết khi tiến hành trinh sát sẽ có rất nhiều tình huống xảy ra. Vậy mà đồng chí không mang theo điện thoại, rồi lỡ không xử lý kịp, chuyên án bị lộ, rồi đồng chí gặp nguy hiểm thì sao? Nhưng mà em... Thôi, được rồi. Mọi người về ngủ hết đi. Có gì thì ngày mai chúng ta bàn tiếp. Nè, em cũng thường biết tính của đồng chí Minh hơi nóng nảy mà, nhưng em cũng có phần sai trong đó đó. Được rồi, cố gắng lên. Anh em chung đội hết cả mà, nha. Dạ, em biết rồi. Thôi, vào phòng nghỉ đi em. Em xin lỗi, mai mốt em sẽ chú ý hơn. Chú ý cái gì? Làm việc bất cẩn như vậy mà còn lần sau nữa hả? Người ta biết rồi mà. Biết cái gì? Nói cho nhớ, có bao nhiêu cách để xử lý, sao lại phải ôm đối tượng chứ? Nhưng mà tại vì lúc đó em... Trai đơn gái chiếc, lỡ đối tượng á, nó tưởng em bật đèn xanh, nó làm cái gì đó rồi sao? Nhưng mà em không cho thì ai dám làm. Anh cứ la em hoài à. Em còn cãi nữa hả? Người ta là đàn ông, em tưởng em có võ là chống lại được hả? Mà cuối cùng á, em có bị gì đâu. Người đâu á mà khó chịu, khó tính, khó ưa, độn già. Bởi vậy á, ế là phải. Được, tôi đồng ý. Cứ làm như vậy đi. Này, nhưng phải thực hiện hết sức cẩn trọng nhé. Nhớ là phải tuyệt đối giữ bí mật, rõ chưa? Mời vào. Tôi đến đây để báo cáo về đường dây cá độ bóng đá của Tư Lân. Các anh em ở phòng đã thu thập gần như đầy đủ chứng cứ về cách tổ chức và điều hành đường dây cá độ bóng đá của Tư Lân. Tốt lắm. Tổ B2 cũng vừa gửi báo cáo về cho tôi. Tất cả các thông tin thu thập được đều rất trùng khớp. Vậy bây giờ chúng ta có thể truy quét băng nhóm tội phạm của Tư Lân bất cứ lúc nào. Lẽ ra tôi cũng không muốn tổ chức tiệc tùng làm cái gì. Đây là cái chuyện nó không có cái gì lớn lao lắm. Tốn thì tha, già thì thải. Đó là lẽ tự nhiên thôi. Tôi thì cũng chẳng biết nói gì. Thôi thì chúc mấy anh em khỏe và làm việc thiệt tốt.
Mọi việc bây giờ đó trông cậy vào chú Tư nè và tất cả các anh em ở đây. Thật sự tôi không muốn ngày này đến chút nào, nhưng mà khi anh ba đã quyết á thì anh em có cản cũng không được. Thay mặt tất cả anh em xin cảm ơn anh ba vì tất cả những gì anh đã làm. Xin mời. Mời. Mời ba. Mời. Tình hình các tổ sao rồi? Báo cáo vẫn bình thường. Ừ, cứ làm theo kế hoạch đi. Rõ. Bất chiến tự nhiên thành. Ông anh phải tổ chức ăn mừng thật to mới được đấy. Hàng đã sẵn sàng, chỉ còn chờ lệnh của ông anh thôi. Chưa đâu chú em, cuộc chơi còn dài mà. Tôi chỉ sợ ông anh nghĩ vậy thôi. Trong nay mai kế hoạch sẽ được tiến hành. Vẫn vậy thôi. Thầy có thể nói cho tôi biết hung tinh người ở bên cạnh tôi là người như thế nào không? Nham hiểm, độc ác, oán hận ngút trời. Cái người này là đàn ông. À, không phải, là phụ nữ. Mà cũng không phải, tôi thật sự không thể thấy được người này. Nhưng mà dù có thế nào đi nữa, một mất một còn, không thể nào khác được. Chuyện gì vậy sao? Anh và thằng Hải Trắng làm ăn chung với nhau phải không? Mày nghe chuyện đó đâu ra vậy? Anh ra ngoài hỏi tụi nó kìa. Thằng nào cũng biết anh và thằng Hải Trắng đi gặp nhau, phải không? Mày có bị gì không sao? Bây giờ vũ trường mở ra để khách đến chơi, không lẽ mày cấm người ta tới hả? Mà người ta tới vô tình gặp nhau, uống với nhau vài ly, như vậy không được hả? Anh có biết là giang hồ người ta đồn cái gì không? Biết, tao biết hết. Tao không quan tâm chuyện đó. Anh à, sao à? Mày ra đời bao nhiêu năm rồi mà bây giờ mày còn lồng lộn vì mấy tin như vậy hả? Anh Tư à, anh thừa biết thằng Hải Trắng chứ.
Anh có biết là nó? Được, tao biết. Tao nghe hết rồi. Người ta còn đồn tao mới vừa lên nắm quyền đã làm ngược lại ý của anh ba trước đây rồi. Như vậy là tao có âm mưu từ trước, đúng không? Bốn anh em với nhau sống với nhau mấy chục năm rồi, bây giờ mày không tin tao sao? Ví dụ tao có bắt tay với Hải Cắn đi nữa thì bí mật gặp nhau ở đâu đó, chứ đến ngày ở Milan để tất cả thiên hạ đều biết à? Không lẽ mày nghĩ tao ngu vậy hay sao? Nhưng mà không như nghĩ gì hết á. Tao cam đâu với mày, thằng Tư này nè không phải là người bán rẻ anh em đâu. Đã bao lần tao hy sinh cái mạng già này ra cứu mày, những điều đó đủ để kiểm chứng là tao nói chưa? Sao? Để thiệt. Lúc nãy thì sao? Tao không bao giờ bán rẻ anh em. Ba nói được câu đó luôn hả ba? Ba không thấy nhột hả? Nhột con mẹ gì. Tao không bao giờ bán rẻ anh em đâu. Được ra mới bán cho mày. Bán rẻ uổng. Nè, mày kiểm tra giùm tao coi, xem có phải lâu già tung tin đồn không? Chuyện này con thấy cũng kỳ kỳ đó ba. Sao kỳ? Ba không thấy hả? Từ trước tới giờ nè, lúc nào ông Ba Long cũng trúng chui trúng nhủi ở sau lưng ba với đàn cô Sáu. Bây giờ ông đã về giường rồi. Nếu như thằng Chả cho người đưa tin này ra, chẳng khác nào ông giành áo cho người xem lưng. Cái gì nữa đây? Tao vả quá. Mày còn gì? Mày sao vậy? Hôm qua mới đưa tiền cho mày mà. Hết rồi. Không ấy, hay là mày cho tao mượn đi. Vài bữa tao có tao trả mày liền. Mày khùng quá. Anh em với nhau không mà, không cần phải vậy đâu. Mày có muốn kiếm thiệt nhiều tiền không? Trí, tình hình sao rồi? Dạ, trước đây Hùng Lá là người cung cấp hàng cho Giang Cẩu và những người khác bán hàng ở khu cầu cá. Nhưng mà nửa năm nay chính Lê Quyên là người làm việc đó. Đó có phải là cô tiếp viên làm ở vũ trường Milan không? Mà Tư Lân dùng cô ấy làm con cờ. Chính là cô ta. À, anh Thành sao rồi anh? Trầy xíu chút xíu thôi, không sao đâu. À, chuyện xảy ra lúc anh Đạt và Đông tham gia hội thi võ thuật toàn ngành. Họ gặp nhau trong trận chung kết. Vậy anh Đông bây giờ thế nào rồi? Đông mất một năm sau đó. Vì hối hận nên kể từ đó anh Đạt rất sợ phải dùng tới võ thuật.
Có vài lần trong lúc điều tra, anh đã để tội phạm chạy thoát, giống như trường hợp hôm qua vậy. Nên cuối cùng anh quyết định xin chuyển sang làm tham mưu. Không ngờ lần này... Mày thanh thơi quá ha. Ba cái chuyện lẻ tẻ, ông muốn chơi cỡ nào tôi chơi cỡ đó. Mọi thứ bên tôi chuẩn bị xong hết rồi. Bên ông thế nào? Cứ từ từ đi. Ông đùa với tôi à? Chuyện ông muốn tôi làm đúng theo ý của ông rồi. Ông còn bảo từ từ lên thế nào? Mày có biết vì sao thằng già đó an toàn mấy chục năm nay không? Tao đã nói với mày rồi. Ngày nào lão già đó còn sống thì chuyện làm ăn của mình không có yên đâu. Thích hả? Đập một phát là xong. Sợ cái chó gì? Nếu đơn giản như vậy, ta đâu cần chờ tới giờ này. Bây giờ mày phải nằm im, đợi thêm vài ngày nữa để dù thằng Phong nó nóng lên. Công an thế nào cũng nắm được cái đuôi của lão già. Uống đi anh. Em rót nha. Ghét quá. Nè, một ly đi anh. Vô. Từ từ, em có điện thoại nè. Nghe. Mày làm tốt đó. Được rồi, chút xíu gặp. Vô đi anh. Vô nha. Vô. Bảo nè, tao có chuyện. Dạ. Ngồi đi. Tiền tháng khu cầu cá. Cô mày nè. Cảm ơn. À, hôm trước tao nghe nói là mày sắp có cái vụ gì đó. Sao lâu quá không thấy mày làm tới? Có làm không? Làm gì gấp gì vậy? Tao gấp con mẹ gì mà gấp. Tao đâu có giàu như mày đâu. Không làm lấy gì mà ăn. Nè, sắp tới có phiên chủ thơm lắm, mày dám làm không? Hàng gì? Mày không cần biết đó là hàng gì, chỉ cần biết tới lấy là được rồi. Ok, khi nào có hàng nhớ gọi tao. Được rồi. Vô hết đi mày. À, dạo này mày cũng biết rồi đó, bên công an đang săn dữ lắm, nhất là sau cái vụ của thằng Thuận Hối. Tao cũng thấy hơi lo. Vậy bây giờ theo mày, mày tính sao? Hết giờ hành động, chúng ta phải thực hiện những phương án đã đề ra. Dạ. Dạ.
Anh rất cảm ơn em vì ngày hôm nay. Dạ. Em đã chịu lắng nghe tất cả những gì mà anh nói. Anh cũng không hiểu tại sao lại như vậy. Bởi vì thật ra là từ trước tới bây giờ anh chưa bao giờ nói cho ai biết hết. Không hiểu sao khi gặp em anh lại nói cho em biết hết tất cả như vậy. Kỳ cũng lạ thật chứ. Sao rồi? Có tìm được gì không? À, tôi qua bên kia tìm. Cậu ở đây nha. Ở dưới sao rồi? Dạ, dẫn sóng em biển lặng ha. Tốt, cứ tiếp tục theo dõi. Dạ. Sao rồi? Bà thấy vậy ổn không? Hả? Theo con như vậy là quá ổn rồi. Không có gì phải lo nữa. Năm hả? Tao đây. Dù thằng Phong, mày với anh ba lo tới đâu rồi? Mẹ, không có cái gì mà lo không được đó. À vậy hả? Vậy tốt rồi. Có tin gì thì báo tao liền nghe. Mày qua gặp tụi nó đi. Hẹn tao có chuyện gì vậy? Lên xe đi. Thank you.
sắp cập bến. Ok, quyết định vậy nha. Chuyện gì? Thấy ghét quá à. Đi chung từ sáng tới giờ mà anh cứ làm lơ em hoài vậy. Ơ, nè. Bực mình ghê á. Dạ. Dạ em biết rồi. Anh cẩn thận nha. Hiện tại thì anh Minh và anh Trí vừa bám sát theo Bảo và Thảo Ma. Tới giờ vẫn chưa có động tĩnh gì. Bọn chúng đã xuất phát. Nghĩa là chỉ trong ngày mai sẽ tiến hành giao dịch thôi. Tình hình bên Nam sao rồi? Dạ. Thời gian quá ngắn, em chưa thể truy cập vào ổ dữ liệu. Nhưng tất cả mọi thứ còn lại đều đúng như dự định của ban chuyên án. Ừ. Ok, em biết rồi. Bọn chúng đang chuẩn bị xuất phát. Về tụi bay á, xuất phát đi. Tôi làm theo kế hoạch đã bàn. Ok. Lên xe đi. Kế hoạch như cũ. Có gì ta sẽ báo. Ok. Khoan đã. Đưa điện thoại hai đứa mày đây. Cầm đi. Có gì tao sẽ gọi. Mà mình đi đâu vậy anh? Anh đâu biết đâu. Nó biểu đi đâu thì mình đi đó thôi. Thôi kệ, đi đâu cũng được. Miễn là có anh là được rồi. Đi anh ơi. Tổ 1 bám theo, tổ 2 chia viện, tổ 3 giữ nguyên vị trí, tổ 4 vào khách sạn nắm tình hình và báo cáo về trung tâm. Từ sáng tới giờ, Thảo và Quyên cứ đi, rồi dừng lại nghỉ. Nghỉ xong lại tiếp tục đi. Theo đánh giá của trinh sát thì có thể bọn chúng đang tìm cách để cắt đuôi chúng ta. Hoặc cũng có thể chúng chưa có vị trí để đến. Còn Tư Lân thì thế nào? Và báo cáo thủ trưởng, từ sáng tới giờ hắn vẫn chưa ra khỏi nhà. Hải Trắng cũng vậy. Các cậu bắt đầu triển khai các mũi trinh sát theo kế hoạch. Đợi lệnh hành động của tôi. Rõ. Rõ. Trời ơi là trời. Định hành xác mình hay sao vậy? Nắng rồi là nắng à. Thì em lên xe chờ bắt chút đi.
Alo. Dạ. Dạ dạ. Dạ rồi, em biết rồi. Rồi rồi, dạ hiểu rồi anh. Đi thôi anh. Qua cảng cá đi anh. Ủa chị, em có mệt không? Cà phê nè. Em không sao. Em uống đi. Ừ. Cảm ơn. Tàu đã ra khơi. Chưa có điện thoại. Sự hợp tác của chúng ta. Quan hệ vừa mừng phải hết sức cẩn trọng. Ông anh là người khoái cẩn trọng à? Báo cáo thủ trưởng, Tư Lân và Hải Trắng đã vào nhà hàng rất lâu rồi, chưa thấy ra. Thưa anh, Tư Lân và Hải Trắng trực tiếp gặp nhau như vậy, chắc chắn không thể tiến hành trao đổi. Thằng Bảo hiện đang bị chúng ta phong tỏa ở khách sạn. Mục tiêu duy nhất còn lại, đó là Thảo Ma. Vào đi. Thưa thủ trưởng, có thư của thiên sứ. Thảo Ma chỉ là chim mồi. Thank you.
Em có chắc ở đây không chị? Dạ chắc chắn mà anh. Anh bảo nói với em là hẹn ở đây mà. Mà nói thiệt nha, em cũng không biết á, anh bảo hẹn anh em mình ra đây chi nữa. Ảnh nói anh sẽ gọi lại, mà chờ hoài không thấy ảnh gọi lại gì hết. Thì coi như lâu lâu mới có cơ hội hóng gió, cần gì phải vội. Đứng đó đợi tao nha. Anh chỉ đạo anh em bám sát tất cả các đối tượng, phòng khi bọn chúng thay đổi kế hoạch hoặc là có tình huống bất ngờ xảy ra. Rõ chưa nào? Được, cứ làm vậy đi ha. Thưa anh, Tư Lân và Hải Trắng là hai tên giang hồ sừng sỏ. Với tính cách từ trước tới nay, tôi không nghĩ bọn chúng có thể dễ dàng giao hết mọi việc cho bọn đàn em làm. Con đã tới nơi rồi. 1951. Mẹ đó. Vậy mà tôi tưởng ông anh đây ghê gớm lắm. Làm phí cả công chuẩn bị. Để coi sau đã. Con cáo già đó không dễ dàng buông tha mình đâu. Gặp mặt tôi vạch sạch râu không ấy. Vẫn còn nhiều cơ hội để chúng mày thể hiện mà. Chỉ sợ là chúng mày không đủ sức thôi. Lấy đồ cho anh Hải đi tụi bay. Hàng đâu?
Sao rồi? Dạ, xong rồi đại ca. Tốt. Giao hàng đi. Dạ. Giao tiền. Vào cái đi. Lần đầu tiên giao dịch làm ăn với ông anh quá sướng. Làm với anh còn cho mình xuống dài dài nữa kìa. Để anh đi giải quyết chuyện buồn rồi anh cho mày lên mây luôn. Xin ý kiến trung tâm. Rõ. Báo cáo. B2 chuẩn bị hành động. Tất cả chú ý, phối hợp chặt chẽ theo dõi các đối tượng. Chờ lệnh, chuẩn bị hành động. Rõ. Xuất phát. Đi. Đi kìa, đi kìa. Không chạy. Không chạy. Quay lên. Không bên này nè. Quay lên. Quay lên. Quay lên. Đại ca, em ra ngoài trước nha.
Ai đấy? Ai đấy? Ai đi đây? Bắt chúng mày! Ai đánh ra? Đã bị bắt. Mày buông ra! Tao bắn vào sao bây giờ? Này! Buông tôi ra! Con mẹ mày! Mày biết chưa? Thank you.